Xin chào các bác và các anh em. Em cũng biết được rằng là có rất nhiều các bác anh em là rất loay hoay trong cái vấn đề mà căn chỉnh cái phần mic ở trên vang số, làm sao cho cái tiếng của nó được sáng, được bay, được nhẹ. Thì qua kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực âm thanh karaoke và đặc biệt là vang số, thì em cũng căn chỉnh cho rất nhiều các loại vang số. Thì em cũng có một cái kinh nghiệm ở trong vấn đề mà xử lý về cái chất âm sáng rõ ở trên cái phần mic ở trên vang số. Thì đối với em thì em sẵn sàng chia sẻ những cái gì mà qua kinh nghiệm lâu năm đối với các bác anh em. Thì cũng mong các bác anh em là ủng hộ em, có thể là đăng ký kênh, chia sẻ nhiều người cùng xem và cho em nhiều nút like nếu như các bác và anh em cảm thấy là nó hữu ích. Còn nếu như mà nó chưa đạt yêu cầu ở chỗ nào, nó chưa đúng ở chỗ nào, thì các bác và anh em cũng có những sự góp ý chân thành để cho em có những cái bổ sung thêm. Thì nói về cái chất âm sáng rõ bay tiếng ở trong cái phần mic ở trên vang số, thì nói về vang số thì nó rất nhiều các loại vang số khác nhau. Về cái giao diện menu cũng như các thông số ở trong cái menu đấy nó cũng khác nhau. Và các cái chức năng thì nếu như mà nó cùng đời, cùng hãng thì nó sẽ giống nhau, có thể áp dụng được. Thế còn nếu như mà khác hãng, khác đời thì cũng khó cho chúng ta trong cái việc mà áp dụng 100%. Thế cho nên rằng là hôm nay thì em chỉ có chia sẻ với các bác anh em về cái phương pháp, về cái kinh nghiệm và tìm ra những cái chỗ, những cái mục mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm của cái phần mic. Thì đôi khi chúng ta căn chỉnh phần mic thì chúng ta lại tập trung quá nhiều vào cái giải equalizer. Thế nhưng mà các bác và anh em phải nên hiểu được rằng là nếu như chưa có hiệu ứng thì chúng ta chỉ xác định được là về cái vấn đề là âm trầm, âm trung, âm chép nó như thế nào ở trong mỗi một bộ dàn karaoke. Thế nhưng mà khi mà nó có cái hiệu ứng, trong đó có cho dị vật, thì nó sẽ làm thay đổi rất nhiều về cái chất âm của phần mic. Có thể nó làm mờ đi, có thể nó làm vỡ tiếng, có thể là nó làm như vậy là xé tiếng. Thế cho nên rằng là cái vấn đề đầu tiên thì em cũng đã có nhiều video clip chia sẻ các bác là trong cái giải equalizer ở trong phần mic thì chúng ta cũng chưa vội căn chỉnh nhiều, can thiệp nhiều ở trong cái giải equalizer. Thì đây thì thật sự mà nói thì nó cũng là một chiếc vang số của một chú em. Chú ấy ở tương đối xa và chú ấy cũng có gửi cho em để em căn chỉnh lại cho chú ấy. Thì em cũng rất là vui khi mà có nhiều anh em ủng hộ, tin tưởng, gửi những chiếc vang số từ rất xa đến cho em để em có thể là căn chỉnh lại cho các bác và anh em nó được tốt hơn. Thì một cái vấn đề mà khi chúng ta mắc một cái bệnh gì ha, một cái vấn đề gì mà nó chưa đạt yêu cầu thì chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân của cái vấn đề đó. Thì cái nguyên nhân của vang số mà khi mà cái phần mic nó chưa được sáng, thì đầu tiên ở trong cái giải equalizer thì các bác và anh em cũng không nên là căn chỉnh quá nhiều, và chúng ta sẽ tập trung vào cắt cái tần số cao ở trong giải equalizer ở trên mic. Thì bây giờ em sẽ đưa cái hiệu ứng effect này lên khi như là giống khi chúng ta hát karaoke ở cái giá trị là trên 50. Thì các bác anh em sẽ chịu khó nghe về cái chất âm khi em phân tích và chia sẻ thông qua cái vang số CISO VS360 và có effect. Thì khi mà chia sẻ với anh em để cho nó dễ hiểu và để cảm nhận được sự thay đổi, thì em đưa cái phần effect vào để cho các bác anh em có thể là nghe được cái sự thay đổi ở khi mà thay đổi cả giá trị. Thì cái việc đầu tiên là trong cái cắt tần số cao ở trong cái quần ở cái phần ở cái giải equalizer ở trên mic, thì em để giá trị 54. Thế thì bây giờ em sẽ alo ở trên mic. Thì đã có nhiều video clip em chia sẻ các bác và anh em là chúng ta không nên để giá trị cao ở trong cái giải equalizer trên mic. Đôi khi chúng ta cứ lầm tưởng là chúng ta đưa lên cao thì tiếng mic sẽ sáng, nhưng không phải. Bây giờ em sẽ để giá trị là
10.829 thép và sẽ lô bằng cái giải âm sắc thuộc về cái giải cao giải chép 69 69 69 69 69 69 69. Chung quy lại, trên giải equalizer của phần mic thì các bác anh em nên đặt dưới 12.000 Hz và chúng ta sẽ xê dịch ở một cái vị trí có nói về tần số ở trong cái equalizer, ở trong vang số thì chúng ta chỉ cần xê dịch mấy chục hertz thôi, nó cũng đã có sự thay đổi, cho nên rằng là cái việc đầu tiên chúng ta sẽ cắt cái tần số cao ở trong giải quân dư trên mic và chúng ta sẽ vừa xê dịch vừa alo bằng các cái âm sắc thuộc về cái giải cao. Tại sao mà em hay alo bằng cái số đếm và nó mang tính chất là cái chất giọng thực của chúng ta, bởi vì nói đúng ra khi chúng ta alê hoặc là xì xì ở trên mic thì chỉ tính toán được về cái độ trễ của hiệu e cho và độ vang của dì vọt, thời gian vang của dì vọt. Còn mục đích của chúng ta khi căn chỉnh phần mic, ngoài vấn đề mà tiếng mic nhẹ sáng thì nó phải có một tính chất là nó tự nhiên tình cảm. Thế cho nên là khi mình căn chỉnh về cái âm sắc ở trong cái vang số thì chúng ta nên là alo bằng các âm sắc, bằng các cái giọng thật của chúng ta, để khi chúng ta căn chỉnh làm sao chúng ta sẽ có một cái chất giọng thật, và khi chúng ta hát chúng ta cũng phải có một chất giọng thật thì chúng ta mới cảm thấy là hài lòng và chúng ta có hứng thú trong cái vấn đề mà hát. Thế cho nên rằng là tại sao mình em cứ alo bằng các cái âm sắc là từ 1 cho đến 10 và có các cái giải thuộc về các cái âm sắc thuộc giải trầm, âm sắc thuộc giải trung, âm sắc thuộc giải chép. Ở đấy là một cái mà mục tiêu của chúng ta là căn chỉnh về cái chất âm mà nó tự nhiên, nó chân thật. Nó vừa dễ hát nhưng mà nó lại vừa chân thật, nó vừa tình cảm, thì đấy nó cũng là một cái rất quan trọng. Thì đấy là cái việc đầu tiên, là cắt tần số cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần phần mic. Tiếp đến ở trong cái giải equalizer thì những cái gì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của phần mic thì cũng là cái vấn đề mà cắt tần số cao ở trong cái phần dì vọt. Ở trong dì vọt thì nếu như chúng ta hiện giờ em đang để ở 10.525 Hz, nếu chúng ta cắt thấp 69 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
thấp quá, nó cũng sẽ là mờ. Bởi vì mục đích của chúng ta là sẽ căn chỉnh một cái độ sáng của cái phần mic, cho nên chúng ta sẽ alo bằng các cái giải âm cao. Đấy là cái mà sẽ ảnh hưởng đến độ sáng của phần mic. Tiếp đến là cái reverb level thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng và độ mờ của phần mic. Nếu chúng ta đưa lên nhiều thì nó cũng mờ. 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9. Khi chúng ta đưa lên cao quá nó cũng mờ, mà khi chúng ta để thấp quá thì nó cũng khô tiếng. Thế cho nên rằng này, ở cái gì vật level nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của phần mic, và cái thời gian của gì vật nó cũng sẽ là ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần mic. 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9. Thì hai cái thông số ở trong cái reverb level nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của phần mic, và cái cắt tần số cao nó ảnh hưởng đến độ sáng của phần mic. Tiếp đến là đến echo. Echo thì cái cắt tần số cao ở trong echo nó cũng ảnh hưởng đến độ sáng của phần mic. 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9
thì các cái vị trí khác nhau, thì về cái phần âm sắc giải cao nó khác nhau. Đấy là một cái vấn đề về cái sự ảnh hưởng của độ sáng ở trong cái phần mic. Và tiếp đến là cái độ sáng của phần mic nó sẽ liên quan đến cái echo thai hoặc là delay thai hoặc là delay, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần mic. 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9. Thì cái chủ đề hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác anh em là những cái chỗ nó ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần mic, để các bác anh em có thể nắm được, để chúng ta có một phương pháp căn chỉnh cho nó phù hợp. Và ở trên chiếc băng số này còn một cái vấn đề nữa là cái noise gate. Ở cái noise gate này thì chúng ta thay đổi nó cũng ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần mic. 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9. Đấy là ở chức năng noise gate, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của phần mic. Và một ở chế độ nâng cao nữa ở trên chiếc băng số này, bởi vì nó là một chiếc băng số mà thích hợp rất nhiều chức năng, cho nên là khi mà chúng ta không biết cách khai thác, chúng ta không biết cách vận dụng, không biết đặt cho nó một cái thông số mà nó hợp lý, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều và có sự sai lệch về cái âm sắc của cái phần mic. Mà đôi khi có những cái người vô tình tích vào đây, tức là không hiểu chức năng ở đây, không hiểu chức năng ở đây nhưng lại tích vào đây, tức là cho phép nó hoạt động, cho phép hoạt động chức năng này. Còn chúng ta không hiểu, chúng ta bỏ nó đi, bỏ chức năng này đi. Còn chúng ta hiểu thì chúng ta sử dụng nó. Và lưu ý một điều rằng khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sử dụng. Còn nếu không hiểu được thì chúng ta căn chỉnh thì nó sẽ có độ sai lệch. Thì ở trong cái mục mic equalizer này thì nó có một cái mục equalizer căn chỉnh về equalizer, và một cái mục phía dưới nữa là thay đổi về cái độ trộn. Ở chỗ này nó là cái độ trộn ở trong cái phần hiệu ứng và cái phần mic, phần âm sắc phần mic. Ở phía dưới này là chúng ta cũng có một cái sự pha trộn mang chất là nó có sự hòa hợp với nhau. Thì khi mà chúng ta áp dụng các cái chất nâng cao thì nó sẽ có một cái hiệu quả cũng rất là tốt. Thì ở cái mục trên, tức là chúng ta sẽ căn chỉnh về cái equalizer, trong đó có cho phép chúng ta căn chỉnh về cái giải âm trầm, căn chỉnh về giải âm trung, căn chỉnh về giải âm chép. Và mỗi một giải tần số thì nó có cho phép chúng ta thay đổi về cái độ lớn khi chúng ta thay đổi về cái giá trị tần số. Và chúng ta có thể xê dịch thay đổi tần số chúng ta muốn di chuyển đến tần số nào, chúng ta cảm thấy là nó thiếu ở tần số nào, hoặc là cần bổ sung ở vị trí nào, tần số nào, thì chúng ta có thể là thay đổi. Và ở đây là không có giảm mà chỉ có tăng, tức là một tính chất bổ sung về cái phần âm lượng trong các cái giải tần số ở trong cái phần mic. Thì cái việc này là chúng ta phải có sự cảm nhận khi mà chúng ta cần phải tăng cái giải tần số nào thì chúng ta sẽ tăng cái tần số đó. Và ở đây nó không có giảm, chỉ có tăng, không có giảm. Thì về cái phần âm trầm và trung trầm, ở đây là từ trầm đến trung trầm, từ trầm đến trung trầm, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là chúng ta cần bổ sung ở cái tần số nào, cái giải âm nào chúng ta sẽ bổ sung, chúng ta sẽ tăng lên. Về cái độ sáng thì ở đây nó có hai mục, một chỗ là nó liên quan đến cái giải trung và một chỗ liên quan đến cái giải chép. Thì cái này thì chắc các bác anh em cũng sẽ dễ nhìn nhận khi chúng ta xác định được cái vị trí của giải trung và cái giải chép. Thì chúng ta cần sáng ở giải chép thì chúng ta sẽ nâng ở cái tần số thuộc vào cái giải chép. Và trong giải chép này thì nhỏ nhất thì là 3.200, mà lớn nhất là 18.000 Hz. Thì chúng ta sẽ bổ sung các cái tần số mà chúng ta cảm thấy là nó chưa được sáng. Và một cái mục quan trọng nữa là cái mục Equalizer On, và trong cái mục này thì nó có một sự pha trộn
về cái phần âm sắc giữa cái phần mic và cái phần effect. Thì khi mà chúng ta thay đổi thì nó cũng sẽ có sự thay đổi. 6 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 7 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
nó là một cái căn chỉnh về cái hiệu ứng mà các bác anh em không nắm được, thì các bác không nâng được cái chất âm mic của chúng ta nó có độ sáng nhẹ bay, mà chúng ta lại cứ tập trung vào căn chỉnh cái phần equalizer trên mic. Thì cái phần căn chỉnh equalizer trên mic nó chỉ căn chỉnh được cái âm sắc của cái vị trí tần số đó. Thế còn để mà thúc đẩy cho cái vị trí tần số đó nó có một cái âm sắc như thế nào thì nó phải là các cái hiệu ứng tác động của nó, thì nó sẽ đem lại một cái chất âm mà nó mềm mại, nó vừa sáng nhưng mà nó vừa có cái độ mềm mại. Và còn một chức năng khá là hay ở trên chiếc vang số CISO VS360, tức là chức năng Location. Thì trước đây em đã có video clip chia sẻ với các bác là khi chúng ta sử dụng chức năng Location này, tức là một chức năng mô phỏng về không gian của phòng hát, thì chúng ta sẽ sử dụng nó ở trong cái trường hợp mà ở một cái không gian mà cái hiệu ứng vang dội quá nhiều, nó làm cho cái phần âm mic của chúng ta là nó bị lộn xộn và nó không rõ tiếng, thì các bác và anh em sẽ đưa hai cái loa ở trên hai cổng XLR này lui ra ngoài, thì nó làm cho cái hiệu ứng vang của chúng ta nó bớt đi. Thế còn đối với lại những cái bộ dàn karaoke và cái mục đích của chúng ta là chúng ta cần về cái độ sáng của cái phần mic, thì chúng ta lại xây dịch lui về cái vị trí của cái người ngồi nghe này, thì về cái phần âm mic nó sẽ sáng hơn. Thì bây giờ em sẽ alo ở trên mic bằng cái giải âm cao, âm check để cho các bác anh em sẽ nghe được là khi mà ta xây dịch hai cái loa kết nối vào cổng LR và sử dụng trên cái chức năng Location thì nó sẽ như thế nào. 6 9 6 9, và đây là chế độ reset. 6 9 6 9, và đây là một cái chế độ mà sử dụng cho một cái hiệu ứng vang quá mức. 6 9 6 9, thì rõ ràng rằng khi mà chúng ta biết áp dụng cái chức năng này ở trên vang số thì nó cũng sẽ đưa lại cho chúng ta một cái hiệu quả cao ở trong một vấn đề tùy biến để mà căn chỉnh về cái hiệu ứng sáng hay là vang dội quá nhiều, thì chúng ta sẽ áp dụng ở trong cái chức năng Location này. Thì đấy cũng là những cái mà em chia sẻ với lại các bác và anh em nắm được để chúng ta có thể là tùy biến trong cái vấn đề mà căn chỉnh để cho cái chất âm mic nó sáng lên. Thế cho nên rằng là đối với lại những chiếc vang số mà nó có nhiều chức năng thì chúng ta cần phải hiểu hết các chức năng và chúng ta biết khai thác ở các chức năng đó. Còn trên những chiếc vang số giả dụ X12 là một chiếc vang số mà nó cũng khá là hay và nó là đời cao, thì về cái menu chức năng nó cũng rất là đơn giản. Về cái phần mic thì các bác cũng nên lưu ý là chúng ta sẽ cắt và giải tần số cao. Về cái phần effect thì những cái yếu tố, những cái chỗ, những cái mục mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần mic, thì như em đã nói, kể cả ở trong các cái vang số đơn giản, menu đơn giản như là X56 cho đến X12, thì các bác sẽ tập trung vào cái echo delay. Echo delay này nó liên quan đến cái độ sáng của cái phần mic. Thì và một vấn đề nữa là các tần số cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng của cái phần mic. Và trong phần keyboard cũng thế, các bác sẽ lưu ý là ở cái các tần số cao và cái thời gian của keyboard nó cũng liên quan đến cái độ sáng, độ mờ của cái phần mic. Và một cái vấn đề nữa là cái độ lớn của cái keyboard. Thì
khi mà ở trong một cái phòng mà cái gì cái độ vang dội nó quá nhiều, thì khi chúng ta tăng về cái độ lớn của cái dị vật level thì nó sẽ làm cho cái chất âm mic là nó sẽ bị tối và nó thiếu sáng. Thì qua clip hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với lại các bác anh em là khi mà tăng chỉnh vang số thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái hiệu ứng mà nó sẽ làm cho cái phần mic của chúng ta nó theo ý muốn, theo yêu cầu của chúng ta. Chúng ta cần một cái chất âm sáng thì chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta sẽ tập trung vào những chỗ nào để mà có một cái chất âm sáng. Mà cái chất âm sáng này thì nó là cái âm sáng của cái hiệu ứng, hiệu ứng, chứ không phải là một cái chất âm sáng của cái phần equalizer ở trên phần mic. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ làm sáng một cái vị trí equalizer ở trên phần mic thì cái âm sắc của chúng ta nó sáng nhưng mà nó vẫn là khô và khó hát. Thế cho nên rằng là cái sáng của cái hiệu ứng effect nó sẽ làm cho cái chất âm nó mềm dẻo hơn, nó dễ hát hơn và chúng ta nghe chúng ta cảm thấy là nó nhẹ nhàng tình cảm hơn. Thì cũng nhân tiện là cũng có một chú em chú nhờ căn chỉnh thì em cũng chia sẻ luôn với các bác anh em về cái tính chất là khi chúng ta cần căn chỉnh một cái chất âm sáng của phần mic thì chúng ta sẽ lưu ý những mục nào. Thì các bác anh em xem các bác cảm thấy hữu ích thì hãy cho em nhận thật nhiều like. Thì em cảm thấy là hứng khởi và sẵn sàng chia sẻ với các bác anh em những cái kinh nghiệm về vang số để cho các bác anh em dễ áp dụng. Và bây giờ thì em cũng xin tạm biệt các bác anh em. Hẹn các bác anh em trong những video clip tiếp theo.